bị nhăn. Đầu tiên nó là do cái tuổi tác, tức là mình lão hóa da đấy, tức là khi mà mình càng lớn tuổi thì cái lão hóa da mình nó sẽ diễn ra càng mạnh hơn ấy. Đấy, sâu hơn, mạnh hơn. Thứ hai nữa là nó là cái nếp nhăn của cái chồng chất căng thẳng theo thời gian. Đấy, tức là cái nếp nhăn của cảm xúc, hiểu chưa? Mình vui này, mình buồn này, cười này, nói này, đấy, thì nó sẽ dẫn đến là cái nếp nhăn này. Đấy, chị cười em xem nào. Đấy, thì nó sẽ kéo theo vào nụ cười này. Cái này xem. Với lại da của chị thì nó cũng lão hóa về cả sắc tố màu đấy chị ạ. Có một vài điểm nó là do tăng đậm của cái sắc tố màu thôi, được chưa? Cái nhăn mắt này thì mình dùng cái gô laser điều trị nó sẽ ổn rồi chị. Nó sẽ điều trị, nó sẽ ổn, nó sẽ căng nha. Tất nhiên là mức độ là chấp nhận được, chứ không thể nào mà nó trẻ như những bạn mà khoảng 20-25 tuổi được.